Giờ không những là Google, Facebook nó không rời khỏi Việt Nam mà nó còn mang máy chủ và dời luôn cả server sang Việt Nam. Với một thị trường đứng thứ 7 thế giới về số người sử dụng Facebook và Google, hàng năm cúng cho chúng có tới hơn 150 triệu đô thì bảo chúng nó dốt hay là đốt cả nhà thờ tổ của chúng nó thì cũng làm, chứ đừng nói là tới cái việc đặt máy chủ đơn giản. Bọn liều báo bất nhân bao que xỏ lá Việt Tân ngày tàn của chúng mày đến gần lắm rồi. Những ngày qua, cộng đồng mạng là vô cùng hoang mang với cái thông tin là Facebook, Google, Viber có thể sẽ rút khỏi Việt Nam khi mà dự thảo luật an ninh mạng được thông qua vào giữa năm 2018. Tuy nhiên, đó chỉ là những thông tin gây hiểu lầm và thiếu xác thực. Được biết là ngày 26 tháng 4 đã có cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn và bà Manika Biket, giám đốc chính sách nội dung toàn Facebook cùng các đại diện cấp cao khác. Sau cuộc gặp thì Facebook đã đồng ý di dời văn phòng trụ sở châu Á Thái Bình Dương cùng toàn bộ hệ thống máy chủ từ Singapore về Việt Nam. Việt Nam với số người sử dụng Internet khoảng 55 triệu người, trong đó có 53 triệu tài khoản Facebook được tạo lập tại Việt Nam, xếp thứ hai Đông Nam Á và đứng thứ 7 toàn thế giới về số người dùng Facebook. Hơn nữa thì Facebook hiện đang đứng số 1 về doanh thu trực tuyến tại Việt Nam với doanh số là khoảng 3.000 tỷ đồng, tức là tương đương 150 triệu đô la. Google đứng ở vị trí thứ hai với 2.200 tỷ đồng, tức là khoảng 100 triệu đô la, chứng tỏ Việt Nam là một thị trường mang lại doanh thu khổng lồ cho hai ông trùm trong giới công nghệ. Mặt khác thì việc quản lý truyền thông tại Singapore và Việt Nam cũng tương đồng với nhau về nhiều điểm, đặc biệt là các yêu cầu khắt khe về việc bảo vệ thông tin người dùng và bảo đảm quyền lợi quốc gia sở tại trên không gian mạng, tương đối giống với dự luật thảo mà luật an ninh mạng của Việt Nam vừa đưa ra. Vì thế mà quyết định di dời toàn bộ hệ thống máy chủ và trụ sở từ Singapore về Việt Nam, nơi có người dùng cũng như nguồn thu kinh tế lớn cho Facebook, là hoàn toàn hợp lý và đem lại nhiều lợi ích hơn về lâu về dài. Sắp tới thì ngày 12 tháng 11, giám đốc điều hành Facebook Sheryl Sandberg sẽ có mặt tại Việt Nam dự tuần lễ cấp cao APEC cũng như tham gia một buổi nói chuyện tại Hà Nội. Cũng trong chuyến đi, bà Sheryl sẽ có buổi làm việc bí mật nhằm hoàn tất các thủ tục pháp lý cho việc di dời trụ sở của Facebook đến Việt Nam. Cũng theo một nguồn tin bí mật, lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, hiện tại, ngay cả trước khi có dự luật an ninh mạng, Facebook cũng đã và đang duy trì hàng nghìn máy chủ tại Việt Nam. Chính vì vậy, khi dự thảo đưa ra, Facebook không hề có động thái nào phản đối luật an ninh mạng của Việt Nam. Ngoài Facebook, Google cũng đang duy trì số lượng lớn máy chủ tại Việt Nam. Hơn hết, Google cũng đang trong quá trình dần hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Đấy, các bạn vừa nghe bài viết của bạn Công Tâm được đăng trên trang Việt Nam Thời báo. Điều này khẳng định và một lần nữa khẳng định rằng việc Facebook cũng như Google tháo chạy khỏi Việt Nam mà một số người hoang mang lo lắng cũng như xuyên tạc trong thời gian qua, quả nhiên là những kẻ ngu dốt chưa từng thấy. Bởi vì cho dù lừa gạt trong thời gian này, thì khi Facebook cũng như Google trực tiếp và công khai đặt máy chủ tại Việt Nam, lúc đó thì mọi luận điệu xuyên tạc coi như công cốc. Đấy. Và thông tin thứ hai cũng xin